Xin cho bốn mùa. Quý vị và các bạn đang truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng của Cương Audio. Quý vị vui lòng đăng ký theo dõi kênh, đồng thời giới thiệu, chia sẻ đến bạn bè và người thân để chúng ta có thêm những người yêu âm thanh cổ, chơi âm thanh cổ ở khắp mọi miền Tổ quốc được biết đến nhau. Quý vị thân mến, có rất nhiều anh em hỏi tôi là những dòng loa nghe nhạc chuyên nhập trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những mẫu mới, nhưng tại sao người ta vẫn chơi hàng bãi? Và những dòng loa do Việt Nam chúng ta sản xuất có khá nhiều và mức giá rất rẻ, chính xác là rất rẻ. Tại sao tôi không tiếp thị những dòng sản phẩm đó để các bạn nghiên cứu, xem xét, và đặc biệt tại sao tôi không test để các bạn đánh giá chất âm? Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, những lĩnh vực tiến bộ của khoa học cũng được ứng dụng để chế tạo các dòng thiết bị nghe nhạc phục vụ những người có sở thích nghe nhạc, chơi audio. Tuy nhiên, những dòng loa của những thương hiệu lớn, ví dụ như các dòng Infinity, các dòng Tannoy, rồi các dòng JB, hay các dòng Pioneer, hay các dòng Avalon, vân vân. Nếu như nhà sản xuất còn tồn tại và vẫn đang sản xuất thì đó sẽ là những phân khúc cực kỳ đắt đỏ, những dòng loa high-end mà nó phần lớn không phù hợp với thu nhập của người Việt Nam chúng ta. Quý vị và các bạn biết là những dòng loa liên doanh hiện nay cũng được đặt sản xuất tại Việt Nam chúng ta, ví dụ như những dòng Denon, như quý vị thấy có những châm ly Denon đời cao made in Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian trải nghiệm, người chơi audio, chính chúng ta, chính những người chơi audio đã tự rút ra nhận xét, mặc dù giá thành khá phù hợp nhưng bù lại chất âm của nó rất khó để thuyết phục được đôi tai vàng của anh em chúng ta. Và chính vì vậy, chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Một, nếu như quý vị và các bạn dư giả về điều kiện sống, tự do về tài chính, thì hãy sắm cho mình những bộ dàn high-end đắt đỏ vẫn đang sản xuất của rất nhiều các thương hiệu như tôi vừa nêu ở lúc trước. Và đặc biệt có rất nhiều những hãng audio sau khi tái cơ cấu và người ta vẫn tồn tại trên thị trường, vẫn tiếp tục sản xuất các dòng sản phẩm. Phương án thứ hai là chúng ta chơi những dòng thiết bị liên doanh vẫn của những thương hiệu này nhưng đã được đặt nhà máy và giảm mức độ chất lượng của linh kiện để hạ giá thành cạnh tranh, đã có mặt ở một số nước, trong đó Việt Nam chúng ta, người ta ghi rõ xuất xứ. Và thứ ba, chúng ta sẽ chơi những dòng loa bãi, bởi vì loa bãi là một trong những dòng thiết bị nghe ở thời kỳ nó ra đời, nó là những dòng sản phẩm high-end của thời điểm đó. Nó chứa đựng toàn bộ những tài năng, những trí tuệ, kỹ thuật và công nghệ, cũng như những chất liệu linh kiện tốt nhất của các hãng audio. Chúng ta lùi lại quá trình phát triển lịch sử của loài người chúng ta ở gần đây thôi. Các bạn thấy là ở thập niên 70 hay 80 hay đầu những năm 90, khi Internet chưa ra đời và chưa phổ biến, lúc đó các thiết bị nghe đang chiếm đại bộ phận trong gia đình của mỗi chúng ta. Tức là nói nôm na, chúng ta có cách giải nhất, trí duy nhất là nghe nhạc. Và đây là những thời kỳ hoàng kim của rất nhiều các hãng audio của Nhật, của châu Âu hay của Mỹ. Và các dòng này đều xuất hiện trên thị trường. Các bạn thấy, ví dụ như các dòng Sansui 8080DB9090, hay các dòng Denon, hay các dòng Pioneer, hay các dòng Rotel, các dòng Telefunken, các dòng Electro Voice, Mixon, vân vân và vân vân. Có thể nói là một thời kỳ huy hoàng của các hãng audio đua nhau tung ra những sản phẩm gấu nhất, xịn sò nhất, với công nghệ cao nhất để cạnh tranh trên thị trường. Và sau đó thì các bạn biết là khi công nghệ nhìn, tức là bắt đầu video, công nghệ video ra đời, bắt đầu ở những thời kỳ băng dây, đầu video băng dây, rất nhiều những thương hiệu của Nhật đã đến với Việt Nam chúng ta, ví dụ như các dòng Saab, Panasonic, Sanyo,
vân vân. Thì các bạn thấy trong đó không thể thiếu được cái tên Sony, tức là những đầu video, băng dây. Và các bạn thấy đây cũng là thời kỳ hoàng kim của những phim trường, phim kiếm hiệp, phim cổ trang ở Hồng Kông người ta đóng theo tập. Và chúng ta khi đó thì kinh tế xã hội chưa phát triển nhiều, chúng ta có rất nhiều thời gian nhàn rỗi để vùi mình ở trên ghế ở trong nhà để xem những phim bộ. Thì các bạn thấy là cái thời kỳ này nó rất là hoàng kim. Thế thì sau đó thì các thiết bị nghe nhạc nó bị mất dần chỗ đứng trên thị trường, tức là các thiết bị nhìn dần dần từng bước lấn át thiết bị nghe, và xu hướng vừa nghe vừa xem hình bắt đầu chiếm đại bộ phận. Và các hãng audio cũng chuyển mình kịp thời, tung ra những thiết bị nghe nhìn. Các bạn nhớ là cả thiết bị nghe nhìn. Sau đó các bạn biết là công nghệ nhìn bắt đầu phổ biến hơn khi mà mạng Internet ra đời. Và những bộ phim hay những video clip trước đây chúng ta phải xem trên băng video, phải thuê băng về xem, thì nay đã xuất hiện trên Internet. Rồi các bạn nhớ là cả một cái thời kỳ đầu DVD nữa. Như vậy các bạn thấy rõ ràng là sự phát triển của Internet cũng như các thiết bị nhìn đã từng bước lấn át các thiết bị nghe. Và người nghe đã chuyển từ nghe đám đông sang hưởng thụ cá nhân. Chỉ cần một chiếc máy nghe nhạc, một chiếc tai phone xịn sò là có thể nghe được những giải âm tuyệt vời nhất mà tai người có thể lĩnh hội được. Chính vì vậy mà các bạn thấy các thiết bị nghe nhạc trên thị trường như thế này dần dần mai một. Có nhiều hãng audio thời kỳ hoàng kim đã thành lập những nhánh con. Đấy. Ví dụ như Sony, rồi các hãng Panasonic hay hãng Pioneer đều có những hãng con, các bạn thấy. Và khi làm ăn bết bát, tức là khó khăn dần, thì người ta bắt đầu tái cơ cấu. Có những hãng tập trung chạy theo sản xuất những thiết bị vật dụng trong gia đình, ví dụ như tủ lạnh, máy giặt, tivi, vân vân. Thì các bạn thấy có rất nhiều hãng vẫn tồn tại đến tận bây giờ, nhưng người ta chủ yếu tập trung vào sản xuất các thiết bị nhìn và các vật dụng phục vụ gia đình. Sau đó thì các bạn thấy rất nhiều những dây chuyền sản xuất audio đã bị lãng quên. Và các bạn thấy có nhiều hãng đã ngừng sản xuất và không còn kinh doanh những thiết bị nghe nhạc nữa. Và các bạn thấy đó là lý do hàng bãi đã không còn được sản xuất. Tuy nhiên đây là những dòng sản phẩm như tôi vừa nói lúc trước, nó hội tụ tinh hoa, đó là kỹ thuật, là khoa học, là công nghệ, là trí tuệ của các kỹ sư và chất lượng linh kiện hàng đầu. Cho nên các bạn thấy có nhiều chiếc âm ly đã nhiều chục năm nhưng không han gì, và linh kiện của nó rất đẹp. Thêm vào đó khí hậu ở nước ngoài ít tác động đến các yếu tố ăn mòn hay làm cho nó han gì như các bạn thấy. Và có nhiều thiết bị high-end hiện nay thì chất âm cũng không vượt quá xa so với hàng bãi. Và trong chơi thì các bạn lựa được những thiết bị tốt và phối ghép tốt, chúng ta sẽ thấy hài lòng với tầm tiền đầu tư. Hiện nay mặc dù hàng bãi có xu hướng lên giá, một là do nó ngừng sản xuất cho nên cầu không đáp ứng được cung, và thêm vào đó kinh tế xã hội phát triển, những người có điều kiện kinh tế có thể sắm được bộ dàn một vài chục, một vài trăm ngày càng nhiều, và người ta vẫn chơi hàng bãi. Bởi vì như tôi phân tích ở lúc đầu, các bạn thân mến, đó là lý do tại sao những người làm audio như chúng tôi vừa kết hợp các dòng sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hàng bãi và những dòng karaoke kết hợp giữa cổ kim, những dòng loa bãi và những dòng thiết bị đánh hiện đại để tranh thủ công nghệ của cả hai thời đại. Các bạn thân mến, nếu như các bạn nặng tình yêu với âm thanh cổ thật sự và các bạn là những người có tâm hồn trong sáng, chắc chắn các bạn sẽ hiểu những thiết bị audio hàng bãi nó có những giá trị vô hình. Tôi muốn nói đến những giá trị về mặt tinh thần sưu tầm. Có những dòng loa, có những thiết bị âm thanh mà hiện nay
rất ít người sở hữu được. Mà sở hữu được rồi thì người ta rất ít chuyển nhượng lại. Chính vì vậy mà các bạn thấy, ví dụ như các dòng tủ đài, các dòng đĩa than cổ, những dòng âm ly quý hiếm, những cặp loa quý hiếm còn nguyên bản trên thị trường hiện nay, số lượng tuy các bạn thấy tuy có vẻ nhiều, nhưng thực tế số lượng không thể đáp ứng được nhu cầu, tức là về mặt cung không đủ cho cầu. Chính vì vậy mà khi các bạn sở hữu được một bộ dàn audio thì hãy tìm cách khai thác triệt để nó và hãy trân trọng nó như một người bạn tinh thần gắn với chúng ta. Các bạn thân mến, một vài điều tôi nêu ra như ở trên để giải thích cho các bạn tại sao chúng tôi ít nhập và ít giới thiệu những dòng loa nghe nhạc sản xuất tại Việt Nam chúng ta hiện nay, hay những dòng loa bình dân hiện đại giá rẻ. Các bạn thân mến, tùy theo gu chơi, cách chơi, hiện nay đối với lĩnh vực hát karaoke thì tôi biết có rất nhiều bạn vẫn thích chơi loa nhái bởi nó đóng thời trang, nhìn hình thức khá đẹp, nó mượn những cái tên khá nổi tiếng của lĩnh vực nghe nhạc nhưng nó đóng lại thành những thùng loa hát karaoke. Và có rất nhiều bạn lầm tưởng đó là những dòng loa hàng hiệu vì nó đã mang những cái tên của những hãng thương hiệu lớn. Các bạn nhớ là đối với những dòng loa nghe nhạc cũng như loa hát karaoke, đối với những dòng loa rẻ tiền được chế tác bởi những công nghệ thủ công thì nó sẽ không thể đem đến chất âm hay được. Ở thời kỳ đầu, từ tính của nó mạnh và nó còn cơ bản tốt thì các bạn nghe thì có vẻ ổn. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, từ tính của nó bị mai một, tức là nó mất từ tính đi rất nhanh. Đó là lý do tại sao các bạn thấy tiếng bass thiếu đi cường độ và thiếu đi chiều sâu, bắt đầu xuất hiện rất nhiều các bệnh tật trên những dòng loa nhái. Và các bạn nhớ là đối với những dòng loa của các hãng lớn, người ta đã sử dụng những công nghệ chế tạo nam châm vĩnh cửu, là độc quyền của người ta, là bí mật. Kể cả khi người ta đã giải tán thì rất ít người có thể tiếp cận được công nghệ đó. Nhờ cách chế tạo và vật liệu, nó đã bảo toàn giữ được từ trường ở nam châm, tức là nam châm vĩnh cửu, ít bị suy hao và hầu như ít suy hao. Chính vì vậy mà các bạn thấy có những cặp loa bãi rất nhiều năm nhưng nó cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Tiếng bass vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, và đặc biệt là cường độ của tiếng bass. Các bạn rất ít để ý đến cường độ của tiếng bass. Và khi từ tính của nó tốt, đương nhiên nó kiểm soát tốt quá trình dao động của cuộn côn, tức là phản ứng nam châm điện của cuộn côn khi được cấp nguồn điện áp từ thiết bị đánh. Và các bạn nhớ là nhờ từ tính mạnh và nó có thể, ta cứ hiểu là nó có thể cầm đẩy ra và kéo vào cái màng loa, tức là rung động tạo ra những tần số giống như con người chúng ta máy môi thì để loa phát ra âm thanh. Và đương nhiên rồi, từ tính mạnh phủ nam châm quyết định rất nhiều giá thành của sản phẩm. Thêm vào đó thì các bạn biết rồi, chất liệu của màng loa chế tạo cũng đòi hỏi những sự khắt khe nhất định. Những dòng loa màng giấy nhưng độ dày mỏng phải được thực hiện trong phòng thí nghiệm trước, sau đó người ta mới đưa ra sản xuất đại trà. Thì các bạn nhớ là màng loa dày hay mỏng đều ảnh hưởng đến độ nhạy của loa. Thêm vào đó là chất lượng dây quấn quận côn, dây dẹt, dây tròn, rồi côn đơn, côn kép, đấy, tiết diện, phi, rất nhiều cái yếu tố. Rồi nhện loa sản xuất bằng chất liệu, nó đảm bảo độ đàn hồi nhún nhảy như thế nào, rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì các bạn thấy là nếu như các bạn, những người chưa đủ tài chính thì chúng ta sẽ sắm những bộ loa nó phù hợp túi tiền. Và tùy theo sở thích, tất nhiên ý tôi muốn nói là các bạn có thể chơi hàng nhái thì cũng tùy theo đó là cái sở thích. Nhưng nếu như các bạn có điều kiện so sánh những dòng hàng xịn sò với một cặp loa nhái thì các bạn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Các bạn thân mến, rất mong nhận được những ý kiến của các bạn ở comment bình luận phía dưới. Và tôi sẽ tiếp thu những ý kiến tham gia của quý vị và các bạn để chúng ta có cái nhìn tổng quan đa chiều. Quý vị thân mến, trong chơi audio thì có rất nhiều nội dung nữa. Tuy nhiên ở clip này tôi xin phép mạn bàn một vài điều như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa Pioneer HPM100 phiên bản 200W được kết hợp với âm ly ở phía dưới, đó là âm ly Acouphase E213 có giá ngoài 40. Nguồn phát là đầu Sony GA33ES vừa giải mã vừa chạy đĩa MD có giá hơn 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.